các ông các bà đi đến cái công viên ở đây này, đi đến đi tản bộ. Đây và sắp đến cái quán mà tôi sẽ chuẩn bị review rồi đấy. Đây là quán bánh trứng gà non mà tôi thường hay ăn vào mỗi buổi chiều. Đây và đây là cô bán hàng. Thì cô ơi, cô vani nhân cho cháu một vani nhân nhân phô mai với cả là một matcha nhân sô cô la đi. Quán của cô thì sẽ nằm ngay cạnh cổng cục hải quan Thanh Hóa. Đây là cục hải quan Thanh Hóa, thì quán của cô nằm ở đây, đối diện ngay cục hải quan Thanh Hóa. Thì ở đây mình nghĩ là quán bánh trứng gà non mà mình ưng ý nhất của Thanh Hóa, ít bột nở và nhiều bột mì hơn ấy, thì các bạn đói các bạn có thể ăn ở đây để kiểu chống đói chẳng hạn. Rất đảm bảo vệ sinh nha các bạn. Đây là một chiếc bánh trứng gà non nhân sô cô la mà mình đã gọi. Chỗ này người ta có hay gọi nhiều bánh cá không cô? Có bánh cá cá này. Thôi cho ăn bánh trứng gà non rồi. Ăn hai cái đủ no rồi. Ăn mà đi này. Đây là bánh trứng gà non nè. Bánh matcha nhân phô mai ạ. Đây, bánh matcha sẽ màu xanh. Ở đây rồi. Quay lại với chiếc bánh bánh gì nhỉ? Bánh trứng gà non nhân bánh trứng gà non vị vani nhân sô cô la này, thì vị vani sẽ kiểu béo ngậy hơn mà nó không thơm như vị matcha. Thì nếu như mà các bạn nào ưa vị vani thì cả mua, bởi vì là mùi trứng của vị vani nó sẽ dậy hơn so với của vị matcha. Tất cả là khi bạn nào mà thích ăn kiểu béo ngậy ấy, thì các bạn nên order một chiếc bánh nhân phô mai chẳng hạn. Còn đây mình cũng không thích béo ngậy lắm nên mình order nhân sô cô la để cho đỡ kiểu đỡ ngấy và đỡ mùi, đỡ nhiều mùi trứng gà đấy. Đây là vị sô cô la. Vani sô cô la, nhân sô cô la nó đã tan ra trong bánh đây. Bánh của cô nhìn gần thì sẽ không bị xốp nhiều mà nó có độ ẩm ở bên trong. Đấy là chứng minh có sự nhiều bột mì hơn bột nở đấy các bạn. Quán của cô thì cũng không nhiều bàn đâu, ngồi đây ăn rồi nói chuyện với cô ấy, chiêu chiêu một chút nắng chiều ở phía bên kia gọi là hoàng hôn đấy thì sẽ rất là chiêu vào buổi chiều các bạn ạ.